đứng dịch với nhau tí nào. Tí thôi, vừa thôi. Kìa. いいね。どこ行くの？俺、俺たちは。ベトナム犬食べる？Tình lòng.
sang tình vợ chồng để rồi làm lễ tơ hồng nhà trai vợ hiền trong năm của chú rể Dương Sơn và xin được trao gửi cháu trai về làm cháu rể các cụ quan họ nhà gái chồng hiền trong năm của cô Sơ Thanh Hằng. Sau đây trân trọng giới thiệu và kính mời. Hôm nay rất là vui mừng phấn khởi được chứng kiến ngày vui hạnh phúc trong năm của cô Sơ và chú rể đang tay trong tay cùng rót lên những khát đi trong trắng như pha lê với kiểu như kim cương để xin được映れと。Yeah.
あ、ドミノピザ。マクドナルド消えた。なくなった。サプリングじゃないよ。